Trước mắt quý anh chị là đoạn đường nối dài của trục đường Lê Hồng Phong. Trục đường Lê Hồng Phong là trục đường cực kỳ nổi ở huyện Nhân Trạch trong 2 tháng trở lại đây. 2 tháng đầu năm anh chị. Thì ngày 1 tháng 1 năm 2024 có cái thông tin về triển khai ba con đường là 25B25C và đường Lê Hồng Phong ở huyện Nhân Trạch, thì tới ngày 6 tháng 1 đã làm lễ khởi công. Do vậy nên là 2 tháng đầu năm đối với toàn bộ huyện Nhân Trạch là 2 tháng của trục đường Lê Hồng Phong này anh chị nhé. Để phân tích về trục đường Lê Hồng Phong, thì trục đường Lê Hồng Phong nó là cái xương sống cho rất là nhiều cái dự án đẹp ở huyện Nhân Trạch và rất là nhiều cái công trình đầu tư công ở huyện Nhân Trạch trong tương lai. Trong đó thì có một cái phần diện tích nằm ở phía bắc của dự án xây dựng Hà Nội là một cái khu 100 hecta xây dựng khu công viên toàn bộ huyện Nhân Trạch anh chị nhé, và có cái tên gọi là công viên nghĩa trang liệt sĩ đó anh chị. Vì khu vực này là có hầm để trú ẩn khi mà đánh địch đó anh chị. Có nghĩa là ở Củ Chi cũng có và ở huyện Nhân Trạch đó, địa đạo đó anh chị. Tượng đài liệt sĩ nữa. Do vậy nên là khu công viên này là rộng 100 hecta, là khu công viên di tích lịch sử ở huyện Nhân Trạch anh chị nhé. Công viên này thì phục vụ cho các cái dự án trung tâm của huyện Nhân Trạch bây giờ, gồm dự án HUD, dự án xây dựng Hà Nội, dự án Sunflower, dự án tái định cư Phước An và dự án Thăng Long Home Phước An, hay còn gọi là dự án Đệ Tôm, hay còn gọi là dự án DTDA đó anh chị. Và trục đường Lê Hồng Phong này là trục đường mặt tiền của rất là nhiều dự án lớn. Hiện hữu là có 3 dự án là HUD, dự án xây dựng Hà Nội và dự án Sunflower. Về tương lai á, thì phía tay của trục đường Lê Hồng Phong này thì cách cái dự án Sunflower cỡ khoảng 1 cây số là có bệnh viện huyện Nhân Trạch anh chị nhé. Trong năm 2022 thì cách đây 2 năm rồi thì đã có cái thông tin phê duyệt những cái khu đất mà nhằm phục vụ để thành lập cái bệnh viện huyện Nhân Trạch, hay còn gọi là bệnh viện đa khoa huyện Nhân Trạch anh chị. Về hiện tại á, đối với toàn bộ huyện Nhân Trạch thì dân số là khoảng mấy trăm ngàn người thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì bệnh huyện là rất là sơ sài và nhếch nhác anh chị. Khi mà anh chị vào trung tâm huyện Nhân Trạch, nếu mà anh chị đi từ thành phố Hồ Chí Minh, anh chị đi theo đường Phà Cắt Lái lại chỗ cái nấu huyện Nhân Trạch, thì anh chị rẽ tay trái cỡ khoảng 50 mấy. Còn đối với anh chị mà đi từ đường quốc lộ 51 vào thì anh chị rẽ phải khoảng 50 mấy sẽ thấy bệnh viện đa khoa huyện Nhân Trạch. Nó rất là nhỏ và rất là nhếch nhác. Đó là cái phân tích vùng của huyện Nhân Trạch. Trong tương lai thì đối với cái trục đường Lê Hồng Phong này, nó mọc ra cũng rất là nhiều cái dự án nữa anh chị. Thì phía đông của đường Lê Hồng Phong này thì đã hoàn thiện hết rồi, còn có dự án HUD, dự án xây dựng Hà Nội, khu 100 hecta khu công viên, khu Sunflower đã hoàn thiện hết trọn anh chị nhé. Còn phía tây thì nó rất là nhiều cái dự án chưa được hình thành, và có bệnh viện huyện Nhân Trạch nữa. Nên là cái trục đường Lê Hồng Phong này cực kỳ tiềm năng để cho quý anh chị và nhà đầu tư nhé. Hiện tại thì trục đường Lê Hồng Phong này rất là khó có hàng anh chị. Hiện tại là không có sản phẩm bán anh chị. Khi mà tung ra thị trường thì
mua bán rất là nhanh, bởi vì cái trục đường này á là trục đường đã hoàn thiện rồi anh chị nhé. Khi mà cột cái đoạn đường khoảng một cây số cuối cùng của trục đường Lê Hồng Phong đã được triển khai xây dựng, đã được làm lễ khởi công đầu năm, và hiện tại thì em đã quay cho quý anh chị là cái vấn đề về giải phóng mặt bằng cũng như là cái các cái xe cút, xe ben và các cái xe cơ giới nhằm giải phóng mặt bằng khu vực này đã làm được 2 tháng rồi anh chị nhé. Và thời gian dự kiến hoàn thiện đối với ba trục đường là 25B, 25C và đường Lê Hồng Phong này là trong vòng 2 năm đó anh chị. Mình nghĩ nếu mà tập trung á thì nó không có dài như vậy, nhưng mà do là nó kéo dài theo cái tiến độ cũng như là theo cái vận hành của sân bay quốc tế Long Thành, do vậy nên là nó dài anh chị nhé. Bố trí cán bộ công nhân viên làm không được nhiều và xe cơ giới hóa cũng không được nhiều. Trước mắt quý anh chị là cái trục đường Lê Hồng Phong phía đông đang được triển khai hoàn thiện khu vực 1 km đoạn cuối này anh chị nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.